Vợ Lê Dương Bảo Lâm lần đầu lên tiếng về giới tính của chồng trên sóng truyền hình. Nam diễn viên hài là một trong những nghệ sĩ luôn bị gặp nhiều câu hỏi liên quan đến giới tính, dù anh đã kết hôn và có con. Chuyện Lê Dương Bảo Lâm đám cưới với vợ xinh đẹp, có con gái đầu lòng cũng không thể ngăn được những lời đồn thổi giới tính. Thời gian qua, Lê Dương Bảo Lâm là gương mặt quen thuộc với công chúng trên sóng livestream. Ngoài ra, tần suất anh tham gia các game show truyền hình cũng dày đặc hơn so với thời điểm vừa trở thành quán quân Cười Xuyên Việt. Ngoài các vấn đề liên quan đến cách giao tiếp khi livestream quảng cáo, lối diễn xuất thì anh còn khiến mọi người quan tâm đặc biệt đến chuyện giới tính. Cụ thể, mọi người luôn nghĩ rằng anh thuộc giới tính thứ ba. Chính Lê Dương Bảo Lâm cũng khiến khán giả hoài nghi nhiều về điều này. Vì thế, khi nam diễn viên tổ chức đám cưới với bà xã ở quê nhà Đồng Nai thì công chúng một phen ngỡ ngàng. Mới đây nhất, anh đã đưa vợ đến với chương trình Vợ Chồng Son. Đây là một game show khá thú vị, nơi chia sẻ những góc khúc hôn nhân mà hiếm khi nào khán giả biết đến. Lê Dương Bảo Lâm đã kể lại lúc mình cua bà xã và đối phương cũng lần đầu tiết lộ cô không có ấn tượng, thậm chí ghét ngay từ lần đầu thấy anh. Quỳnh Anh kể, ảnh chảnh chọe lắm, nhìn ảnh như thằng khùng đó. Dẫu vậy, cô biết thân biết phận và nghĩ rằng mình không có cơ hội để hẹn hò với anh. Chẳng ai ngờ rằng chỉ một thời gian sau, Lê Dương Bảo Lâm xin số điện thoại và cả hai cùng tìm hiểu. Ngay lúc này, MC Hồng Vân và Quốc Thuận đã đề cập tới những lời đồn về giới tính của chồng. Quỳnh Anh cũng bộc bạch, có nhiều người nói với mình rằng mày quen với thằng đó BD, nó không có cưới mày đâu. Nhưng cô khẳng định, ảnh men lắm, tụi nó chắc ghen tị với em. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng nhanh chóng đón được thiên thần đầu lòng là một cô công chúa đáng yêu. Cưới vợ sinh con, Lê Dương Bảo Lâm càng ý thức hơn về trách nhiệm và phải cố gắng làm việc để cả nhà có được nơi ở ổn định. Tết vừa qua, cặp đôi đã dọn về căn nhà biệt thự 7 tỷ đồng khiến mọi người xuýt xoa. Dù có rất nhiều lời bịa đặt nghi ngờ về giới tính, nhưng Lê Dương Bảo Lâm cảm thấy yên lòng vì bà xã tin tưởng mình. Giờ đây, Quỳnh Anh còn là hậu phương vững chắc trong công việc của nam diễn viên. Hết kỷ niệm 11 năm ngày cưới, vợ chồng Ốc Thanh Vân đưa nhau đi hâm nóng tình cảm ở Maldives. Sau khi cho ba nhóc tì đi du lịch hè ở Hàn Quốc vài ngày trước, thì hai vợ chồng nữ diễn viên tranh thủ dành thời gian riêng cho nhau. Ốc Thanh Vân và Trí Rùa thường tạo nên những chuyến đi mà các con không tham gia để bố mẹ có không gian riêng dành cho nhau. Mới đây nhất, Ốc Thanh Vân lại tiếp tục khoe những hình ảnh thư giãn của mình và ông xã trong khoảng thời gian đang du lịch nghỉ dưỡng tại Maldives. Cô hào hứng kể, một ngày ở đây rất ngắn vì có quá nhiều thứ trải nghiệm, lặn biển ngắm cá, cho cá đuối ăn, gọi cá mập và còn nhiều cái khác nữa. Ốc chỉ kịp viết vài dòng, chi tiết sẽ viết sau nha. Nói chung nơi này đúng là thiên đường, giờ mình lại đi lặn biển với người yêu đây, yêu. Dù lệnh của ba nhóc tì rằng ba mẹ chỉ được phép đi chơi trong 3 ngày, nhưng hai vợ chồng nữ diễn viên vẫn quyết định chơi lớn, dành hẳn 6 ngày để hưởng thụ những phút giây thực sự thoải mái bên nhau. Maldives luôn là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn dành thời gian nghỉ ngơi, hòa mình với biển. Dòng nước trong vắt xanh mát sẽ khiến tinh thần của những người đến đây thêm thoải mái, phấn khởi hơn. Hai vợ chồng rất hào hứng tươi cười khi được thả mình dưới dòng nước mát. Giữa không gian tuyệt vời như thế này thì họ cũng tranh thủ, chụp rất nhiều khoảnh khắc tình tứ. Ốc Thanh Vân, Chiến Rùa còn mang cả áo đôi để diện cùng nhau. Hiếm có cặp vợ chồng nào đã gắn bó hơn thập kỷ nhưng vẫn luôn duy trì được sự mặn nồng. Mỗi khung ảnh của họ đều rất tự nhiên, toát lên được niềm hạnh phúc. Vì đây là dịp đi biển nên bà mẹ ba con cũng tranh thủ mang theo khá nhiều áo tắm để có thể thay đổi liên tục. Rất nhiều lời khen dành cho Ốc Thanh Vân vì đã trải qua nhiều lần sinh nở nhưng cô vẫn biết cách chăm chút vẻ ngoài cho mình. Cách lựa chọn cuộc sống như Ốc Thanh Vân, Chí Rùa cũng rất hay ho. Cả hai không bon chen, không khẳng định bản thân bằng hàng hiệu mà thay vào đó họ chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Sau thời gian căng thẳng lại nắm tay nhau đi khắp nơi, vừa duy trì được tình cảm vừa tái tạo năng lượng tích cực. Hương Giang tiếp tục ăn tối thân mật cùng tình cũ Ritzy. Cộng đồng mạng nghi ngờ gương vỡ lại lành. Hương Giang tiếp tục để lộ hình ảnh ăn tối thân mật cùng bạn trai cũ Ritzy và bạn bè. Nghi vấn cả hai tái hợp tiếp tục bùng nổ. Mới đây trên trang cá nhân, một người bạn của Hương Giang vừa đăng tải hình ảnh cho thấy Hương Giang ăn tối cùng tình cũ Ritzy trước hàng loạt những tin tức ồn ào tố người yêu cũ bóc phốt nhau trên mạng xã hội như hiện nay. Thì mối quan hệ tốt đẹp của Hương Giang và người yêu cũ được cộng đồng mạng ủng hộ quay về bên nhau sau nhiều năm chia tay để lại bao tiếc nuối. Nhiều lần Hương Giang bị bắt gặp ăn tối cùng Ritzy vô cùng ngọt ngào và lần gần đây nhất, cô nàng tiếp tục ngồi với người cũ vô cùng thân mật. Câu chuyện người cũ của Hương Giang chưa bao giờ khiến người ta hết ghen tị, bởi cả giọng ca em đã thấy anh cùng người ấy và Ritzy sau khi chia tay chưa lần nào khơi gợi ý xấu về nhau, không những thế quan hệ còn bền chặt như chưa hề có cuộc chia ly.
hình ảnh ăn tối cùng bạn trai trước đây của Hương Giang cũng được cô nàng đăng tải. Thời gian gần đây, Hương Giang được ghép đôi với nhiều mỹ nam sau khi cho ra mắt hai phần của MV Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh và Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện cùng người cũ là nhiều người lại thấy sự ngọt ngào và đẹp đôi của cả hai nên lại đẩy thuyền. Hương Giang Rich Life hẹn hò nhau sau chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú 2014. Đến tháng 5 2016, nàng hậu xác nhận cô và bạn trai đã đường ai nấy đi. Vào thời điểm này, đây là cặp đôi được xem đẹp nhất nhì showbiz và gây nhiều tiếc nuối bởi nhiều người đánh giá đây là một cặp đôi trời sinh. Hiện tại đã gần 3 năm kể từ khi công bố chia tay, nhưng cả hai vẫn thoải mái xuất hiện cùng nhau và giữ cho nhau sự tôn trọng đáng quý ấy. Trong khoảng thời gian trước, Hương Giang từng chia sẻ, sau khi chia tay Rich Life, tôi chưa mở lòng không phải vì chuyện cũ mà đơn giản là chưa thấy ai phù hợp. Tôi không vội nữa mà điềm tĩnh nhìn nhận. Tôi cứ chờ đợi một người nào đó hợp nhất xuất hiện rồi yêu cũng chưa muộn. Chính vì điều này, nhiều khán giả sau khi thấy Hương Giang tươi cười khi ngồi cùng bạn trai cũ đều mong rằng cả hai sẽ gương vỡ lại lành, hạnh phúc lại như xưa. Quách Ngọc Ngoan, người đàn ông cực phụ với vợ cũ nhưng sẵn sàng liều chết bảo vệ tình gia. Quách Ngọc Ngoan có cách ứng xử trái ngược với hai người phụ nữ trong đời, người được anh bảo vệ như vật báu, kẻ là phải chịu ái tình buồn đau. Quách Ngọc Ngoan là diễn viên tài năng của làng điện ảnh. Anh được khán giả biết đến khi tham gia những bộ phim Long Thành Giả Cầm Ca, Khát Vọng Thăng Long, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Kính Thư Ô Xin, Hiệp Sĩ Mù. Năm 2011, Quách Ngọc Ngoan cùng ca sĩ Ngọc Anh tham gia chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo. Tuy không giành được giải cao, nhưng cặp song Ngọc từng để lại khá nhiều ấn tượng cho khán giả truyền hình. Thành công trong sự nghiệp nhưng đời tư của Quách Ngọc Ngoan lại gặp nhiều sóng gió, đặc biệt là tình trường không mấy êm ả. Đến nay khán giả vẫn biết đến hai người phụ nữ ngang đời của họ Quách, song mỗi người lại được anh đối xử theo những cách khác nhau. Hôn nhân dang dở đầy tai tiếng với Lê Phương. Quách Ngọc Ngoan từng có cuộc hôn nhân với Lê Phương, đám cưới của cặp sao diễn ra vào tháng 3/2012. Tuy nhiên cả hai đường ai nấy đi chỉ sau 2 năm gắn bó, dù đã có một con trai chung. Trong thời gian hôn nhân lục đục, Lê Phương nhiều lần lên tiếng tố Quách Ngọc Ngoan bạc bẽo, không chăm sóc vợ con, nợ nần cờ bạc, tham lam vật chất, nên đã cặp kè với Phượng Channel, nữ doanh nhân thành đạt hơn nam diễn viên 9 tuổi. Ông Quách Ngọc Ngoan đồng ý giao con cho bà Phương tiếp tục nuôi dưỡng và ông không cấp dưỡng nuôi con. Lê Phương từng công khai nội dung văn bản thông báo từ phiên tòa hòa giải, chứng minh cho lời nói. Liên quan tới sự việc, Quách Ngọc Ngoan cũng lên tiếng đáp trả, họ Quách tố Lê Phương đòi 1 tỷ đồng để ly hôn. Anh cũng đưa ra những bằng chứng, tin nhắn hăm dọa qua lại sặc mùi đao kiếm của vợ cũ trong thời gian mâu thuẫn. Khép lại cuộc khẩu chiến, Phương Ngoan không muốn nhắc đến nhau, tôi không muốn nhắc đến Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương quả quyết. Hiện tại, mỗi người đã tìm được hạnh phúc mới, Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ Phạm Trung Kiên, trong khi Quách Ngọc Ngoan cũng tận hưởng tình yêu ngọt ngào bên Phượng Channel. Hiện tại, tôi và Phương đều đang hạnh phúc, vậy nên những gì thuộc về quá khứ, hãy để nó là quá khứ, nam diễn viên chia sẻ. Cuộc tình viên mãn bên nữ đại gia hơn 9 tuổi. Khép lại cuộc hôn nhân ồn ào với Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan công khai tình yêu với Phượng Channel. Đây là doanh nhân giàu có hơn anh 9 tuổi. Cuộc tình đủ lệch đã khiến cả hai chịu không ít điều tiếng. Nam diễn viên họ Quách bị mỉa mai ham tiền bỏ vợ con chạy theo tình già. Trong khi Phượng Channel cũng bị chê, mê sắc nên mới cặp kè phi công trẻ. Vượt qua sóng gió, Phượng Ngoan sánh đôi trên mọi cung đường cuộc sống. Hình ảnh cặp tình nhân du hí từ trong đến ngoài nước thường xuyên được Quách Ngọc Ngoan cập nhật. Hiện tại tôi gọi cô ấy là vợ, họ Quách tiết lộ về mối quan hệ với Phượng Channel. Không chỉ bên nhau lúc an yên, Quách Ngọc Ngoan cũng sù lông bảo vệ khi người tình hơn tuổi bị gièm pha. Anh thường xuyên lên tiếng mỗi khi bạn gái bị chê bai từ nhan sắc đến phong cách thời trang. Khi Phượng Channel mặc váy 100 triệu, song lại bị mỉa mai như hàng chợ, họ Quách chả treo với dư luận váy đẹp người đẹp thế mà chê. Tháng 2 2019, Quách Ngọc Ngoan công khai trạng thái đã đính hôn với người tình hơn tuổi. Gần đây thông tin đám cưới của họ Quách và Phượng Channel được hé lộ gây chú ý. Theo đoạn hội thoại lấp lửng của Vũ Khắc Tiệp và những người bạn thân, hôn lễ của cặp đôi Ngoan Phượng sẽ diễn ra ở xứ người vào tháng 5 2020. Dù chưa biết thực hư, nhưng thông tin hôn lễ của cặp đôi chị em đang trở thành tâm điểm bàn tán. Nhã Phương lần đầu khoe ảnh có sự xuất hiện của con đầu lòng. Đăng một tấm ảnh selfie khoe nhan sắc tuổi gái 18, nhưng bờ mông trong ảnh mới là điểm nhấn. Cách để ít giờ, Nhã Phương thu hút sự quan tâm khi đăng tải bức ảnh selfie khoe vẻ ngọt ngào trẻ trung đến khó tin. Nhiều người hâm mộ đã dành lời khen ngợi cho nhan sắc trong mòn con mắt trong hiện tại của bà xã Trường Giang.
Nhã Phương khoe nhan sắc trẻ trung trong mòn con mắt. Thế nhưng, khi soi kỹ bức ảnh mà Nhã Phương đăng tải, nhiều người đã phát hiện ra một bờ mông bí ẩn. Dù không lộ diện, nhưng người hâm mộ đoán đó có thể chính là con gái đầu lòng của người đẹp. Không gian ngập tràn gấu bông, xung quanh cũng góp phần củng cố suy luận này. Như vậy, sau thời gian giấu kỹ, phải chăng Nhã Phương đã chịu hé lộ một bức hình chụp cùng con gái, dù chỉ được góp mông vào ảnh? Khán giả bày tỏ mong muốn cặp đôi sẽ sớm công khai thông tin cũng như hé lộ diện mạo của tiểu công chúa. Thế nhưng tâm điểm của bức ảnh lại là bờ mông của một nhân vật khác được cho là con gái đầu lòng của nữ diễn viên. Thông tin con gái đầu lòng Trường Giang Nhã Phương chào đời cuối tháng 1 2019 từng gây xôn xao. Thế nhưng cho đến nay cả hai vẫn chưa một lần lên tiếng chính thức về việc này, càng làm tăng sự tò mò của những người quan tâm. Bất cứ thông tin nào xoay quanh con gái Nhã Phương đều được truyền thông và công chúng lan truyền săn đón. Thông tin duy nhất cho tới thời điểm này mà người hâm mộ có được là tên thân mật của con gái Nhã Phương, Trường Giang. Cụ thể, trong một đoạn clip chúc mừng sinh nhật Trường Giang đăng tải mới đây, dân tình đã soi được dòng chữ in trên quả bóng bay là chúc mừng sinh nhật ba Ti. Chữ ba được in đậm ý chỉ Trường Giang, còn Ti hẳn là tên thân mật của con gái cặp đôi. Đến nay, Nhã Phương, Trường Giang vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc sinh con đầu lòng. Lâm Khánh Chi diện áo dài đeo nhẫn kim cương khủng đi đám cưới cùng ông xã kém 8 tuổi. Kể từ sau khi kết hôn đến nay, thì trong bất cứ hoạt động nào, hai vợ chồng nữ ca sĩ cũng dính như sam bên nhau. Trang phục đi dự tiệc cưới của nữ ca sĩ khiến cho nhiều người ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng nó lại dịu dàng đến thế. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, vợ chồng Lâm Khánh Chi vừa chia sẻ hình ảnh cả hai tình tứ đi dự ngày trọng đại của những người em thân thiết. Theo đó, điều làm cho khán giả chú ý không phải là nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng mà chính là trang phục nữ ca sĩ diện trong sự kiện. Cụ thể, thay vì chọn những chiếc đầm đuôi cá lộng lẫy, đầm công chúa hay những bộ cánh khoe da thịt quyến rũ, thì Lâm Khánh Chi đã mặc một chiếc áo dài được thiết kế khá cầu kỳ trên nền vải văn mỏng. Ngoài ra, điểm ấn tượng nhất của trang phục này chính là phần đính kết rất kỹ lưỡng. Có đến hàng trăm viên pha lê đủ kích thước được gắn trên thân cổ tà áo của nữ ca sĩ, khiến cho sự xuất hiện của cô càng nổi bật hơn bao giờ hết. Lâm Khánh Chi khoe được vóc dáng thon gọn, vòng eo con kiến trong tà áo dài này. Cô chọn thả mái tóc dài đơn giản để tôn thêm vẻ nữ tính. Ngoài ra, đôi hoa tai và nhẫn bằng kim cương cũng khiến mọi người hoa cả mắt. Nhan sắc của mỹ nhân U40 luôn rạng rỡ, tươi tắn, chẳng thua kém các đồng nghiệp cùng trang lứa. Cô cũng thừa nhận mình rất chăm chút vẻ ngoài để được chồng yêu thương. Ông xã Phi Hùng cũng tháp tùng Lâm Khánh Chi đi dự tiệc cưới. Từ ngày kết hôn cho đến nay thì bất cứ lúc nào cũng thấy hai vợ chồng song hành với nhau, dù đó là đi diễn, đi quay hình, về quê thăm gia đình. Đã từng rất nhiều lần cặp đôi này kể họ dính nhau 24/24, nhưng chưa khi nào cảm thấy chán, mà việc đi cùng nhau giờ đây là một thói quen khó bỏ. Cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ là niềm mơ ước của bao người nói chung, cộng đồng LGBT nói riêng. Bởi lẽ Lâm Khánh Chi được làm công việc mình yêu thích, có chồng nuông chiều bên cạnh, thêm vào là một cậu con trai khấu khỉnh đáng yêu.